Bây giờ cái máy bình thường tiêu chuẩn của bên mình là xịt dung dịch, xịt nước, xịt gầm. Thế làm sao để nó hiệu quả hơn? Bởi vì máy của mình nó đang có vấn đề ở cái khoản đó là cái phần mà phấn mờ đúng không? Thì để xử lý phấn mờ thì em sẽ làm như thế này. Bọn em có hai phương án để xử lý phấn mờ. Một đó là bọn em sẽ làm hai, tức là làm cái bàn lau, tức là không phải bàn quật nhá. Bởi vì thực ra nếu mà chổi quật nó xoay như thế này ấy, thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ dắt đất cát và đôi khi nó vẫn sẽ xước. Và quan trọng là khách hàng người ta mang đến rửa ấy, cái người mang đến rửa, người ta nhìn thấy người ta nghĩ xước, người ta sợ, người ta sẽ không quay lại nữa đó. Cho nên là có một phương án đó là em dùng một cái bàn gọi là bàn, nó sẽ là bàn vuông, tức là nó sẽ như thế này này, nó sẽ phẳng như thế này và nó sẽ có các cái chổi. Bọn em sẽ làm cái hệ chổi nó thò ra, nó anh chị tưởng tượng như cái bàn chải để cọ nhà tắm, nhà vệ sinh ấy, nhưng mà nó dùng bằng mút xốp đấy, thì nó sẽ như thế này này, nó sẽ di chuyển dọc theo thân xe đó, tức là cái xe nó sẽ lắp vào cái máy của mình, nó sẽ di chuyển dọc theo cái thân xe, vừa di chuyển theo ngang này và nó vừa lên xuống dọc như này, để nó vừa đi về thì nó sẽ xử lý được hết cái phấn mờ đấy. Còn trên lóc ấy, trên lóc thì mình sẽ dùng cái dàn lắc, tức là anh chị xem clip nước ngoài nhiều, cái mà em vừa trình bày là cái bên hông thì nước ngoài là người ta không có đó, người ta bởi vì thực ra không có mà người ta không làm, bởi vì nó không phù hợp với người ta, bởi vì nếu người ta làm cái đấy thì người ta làm cái chổi quật cho nó xong. Chứ còn nhưng ở mình ấy, thì mình muốn rằng là khách hàng không phải nghĩ đến cái chổi quật để nhìn cái chổi quật nó khiếp mà đúng không, cho nên là mình muốn định hướng khách hàng theo một cách nó nhẹ nhàng hơn, tức là thôi anh ơi em không quẩy đâu quật đâu, bởi quật nó quật như này nó dễ xước đúng không, mà bọn em dùng cái bàn trà này thì đấy là có một cái phương án. Còn trên lắp là mình cũng không dùng cái chổi quật ngang ấy, mình không dùng cái chổi quật ngang này, mình không dùng này, bởi vì ấy cái chổi quật ngang ấy thì rất nguy hiểm nhá, bởi vì là rất nhiều cái clip bị tai nạn vì chổi quật rồi, cái chổi quật nó bẻ gãy cốp rồi nó làm hỏng, nói chung là nó rất nguy hiểm. Nói thẳng ra nếu khách hàng mà bất cứ khách hàng nào đầu tư chổi quật chỉ cần xem qua clip đấy thôi, người ta sẽ không bao giờ dám vận hành nữa, bởi vì chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi thì gần như là bán cả cái máy đấy đi cũng không đủ để đền bù xe cho khách, và điểm đấy gần như cũng là đóng cửa luôn, bởi vì chẳng ai dám vận hành lần thứ hai cả. Cho nên không dạy gì chúng ta lại đi làm một cái, tức là không dạy gì mà một điểm mà người ta mang mua máy để người ta phục vụ cho cá nhân mà người ta lại mạo hiểm như vậy đúng không? Chỉ có là tổ chức người ta mới làm thế. Tổ chức ví dụ như người ta rửa cho xe của họ này, rửa cho xe taxi này, rửa cho xe công trình này, thì người ta sẽ làm. Chứ còn nếu mà bảo là rửa xe cá nhân xong đùng một cái nó hỏng cái thì mất nghiệp luôn. Cho nên là gần như cái chủ quật nó sẽ không thể tồn tại ở Việt Nam với cái văn hóa, với cái văn hóa, cái suy nghĩ của người Việt, với cái cách bảo vệ xe của người Việt, thì cái chổi quật là cái cực kỳ khó tồn tại rồi. Kể cả ai người ta có chấp nhận lắp đi chăng nữa, nhưng để người ta có thể để có khách được ở cái chổi quật là rất khó luôn. Thế thì cái không trạng thì đấy là cái phương án. Anh biết cái chổi lắp không? Ở nước ngoài anh sẽ xem rất là clip, nó có một cái dàn chổi nó thả xuống, xong là nó vừa chạy dọc thân xe nhưng mà vừa lắp đi lắp lại này thôi, thì nó cũng sẽ xử lý được cái phấn mờ trên mặt capo. Đấy là phương án xử lý đầu tiên. Còn cái phương án xử lý thứ hai đó là em sẽ dùng chổi microfiber. Chổi microfiber nó sẽ dùng trong công đoạn như này. Sau khi mà chúng ta rửa xong cái xe ấy, rửa xong hết rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái chổi microfiber, nó sẽ quật xung quanh xe và trên lắp vẫn là dàn lắp nha. Và chắc chắn là bọn em sẽ vẫn theo phương án là dàn lắp ở trên lắp xe, bởi vì cái phương án này là phương án an toàn nhất và hiệu quả nhất. Đấy, dàn lắp thì vừa là dàn lắp này và hai bên là dùng cái chổi xoay, vẫn là chổi microfiber xoay ấy, và kết hợp với nước xả, tức là buộc phải có nước xả nhá, cái nước mà nước tưới ấy, là buộc phải có, thì để cho nó trơn, nó dễ nạt. Thì cách đấy là cũng là một cách lau, bởi vì nó chỉ là thay công đoạn là thay vì mình phải dùng tay mình lau qua cái phấn mờ thì là mình thay bằng cái chổi microfiber thôi mà. Nhưng mà đặc điểm của cái này thì cái chổi này thì tính không hao nó lớn, sẽ phải vệ sinh thường xuyên đấy. Chứ nếu mà anh chị mà những các điểm mà dùng mà nó chỉ khoảng tầm 2-3 ngày mà không giặt cái chổi đấy hoặc không thay sang cái loại khác, thay thì tất nhiên là bọn em sẽ thiết kế cái máy nó phải dễ thay chứ không phải khó thay. Nhưng về cơ bản lại theo cái suy nghĩ của em ấy, đến 90 hoặc đến 99% cái người nào nếu người ta có chấp nhận lắp đi chăng nữa thì rồi sau một tháng người ta cũng sẽ bỏ cả đấy thôi, chắc chắn. Bởi vì người ta sẽ nhận ra một điều rằng là rõ ràng là tôi lau bằng tay nó vừa rẻ tiền hơn, vừa nhanh hơn mà lại không phải giặt rũ gì cả, bởi vì đằng nào mình vẫn phải thuê người mà, cái người của mình vẫn đứng đấy. Bây giờ mình cho cái máy nó làm thì người mình đứng chơi, trong khi đấy thì tiền lương mình vẫn phải giả mà chi phí đầu tư máy của mình lại phải cao lên đó. Cho nên thực ra hiện tại bây giờ bọn em làm một cái máy là bao gồm tất cả các chức năng luôn, là chẳng qua em muốn khẳng định luôn rằng là cái gì bọn em cũng làm được. Và cho khách hàng mà khi mà mình có thì mình nói khách hàng người ta mới nghe,
Chứ nếu mà bây giờ mình không có cái chuỗi quật, bởi vì ngày xưa chuỗi quật em làm rồi, chẳng qua em thấy nó không khả thi, em không tập trung vào thôi. Nhưng mà bây giờ em thấy rằng em cứ làm. Khi làm rồi thì mình bảo với khách hàng là anh ơi, bọn em có, nhưng em thấy rằng là nó không hiệu quả như này thì anh cân nhắc. Thì khách hàng người ta sẽ dễ chấp nhận hơn cái việc rằng là mình là nhà sản xuất chỉ chuyên không chạm và mình cứ đi chê thẳng chuỗi quật, thì là nó khách hàng nó sẽ khó thuyết phục, đúng không? Thì đấy là cái mà bọn em đang làm. Thì bọn em đang làm thì quên, đấy là sau cái không đoạn lau để xử lý cái tấm mờ nhá, thì nó có hai phương án đấy. Thì mình vẫn làm ra, nhưng mà thường thì em thấy rằng là so với người thì vẫn không bằng. Tức là so với về chi phí vận hành này, so với bất cứ cái gì thì người xử lý vẫn là hơn. Thế còn tiếp theo nữa, tức là mình làm thế này chỉ để mình phục vụ như ông như này này. Ví dụ như người ta cũng là hãng taxi, cũng là rửa xe công, nhưng người ta lại không thích chuỗi quật thì sao, đúng không? Người ta muốn không chạm. Thì người ta muốn không chạm nhưng người ta vẫn muốn là có thể là như thế này như này như này. Thì đến với bọn em làm cho tập đoàn Thang Quang Sản Quảng Linh ấy, thì cũng là như thế đó. Người ta không muốn là dùng chuỗi quật ngay, mà người ta vẫn muốn phải có một cái bước không chạm trước, sau đấy mới chuỗi quật. Thì em có cả bản vẽ đây mà tí em sẽ send cho cả anh chị nữa, cái bản thiết kế. Thế thì xong câu chuyện là phấn mờ nhé. Phấn mờ thì nó có 3 phương án xử lý đấy. Một là người lau, hai là đấy có 2 phương án chỗ như vậy.